Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Rất vui gặp lại anh em ở clip lần này. Và cũng hơn một tuần rồi mình không có ra được clip cho anh em nè. Dạo này gần Tết nên công việc nó khá là bời bộn nên là mình ra clip hơi chậm trễ nha anh em. Ok, mình sẽ gán bù lại vào dịp Tết cho anh em. Rất mong anh em thông cảm cho mình nè. Ok, và hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một clip. Chắc có lẽ là anh em rất mong chờ một clip đối đầu với vị tướng Florentino nha anh em. Clip này thì đấu với Florentino tinh hệ bậc ớt ở rank cao thủ khoảng 31 sao nha anh em. Phải nói là một vừa thấy bức tướng Flo tinh hệ là thấy xanh mặt mày anh em ơi. Gặp Flo bật hết nữa. Mới vừa bạn ấy có lẽ là đang thả mình dễ bộ, thử lòng mình thôi nha anh em. Chứ Flo này chắc chắn phải muốn hay nha anh em. Ở cái rank này mà cầm Flo tinh hệ bật hết thì mình thấy là cũng hơi ấn ăn nha anh em. Thôi bạn ơi, một mình bạn quýnh không lại rồi, còn thêm bạn Na nữa thì sao mà chơi. Thích thì nhờ vũ trụ nào quýnh. Ok, múa hộ bạn ơi. Ok, cái đó là cách mình nhớ nhá để dụ nó vô trụ nha anh em. Chứ thật sự tôi kêu mình không chơi lại nó nha anh em. Ok, mạng đầu dành cho mình rồi thì xác định mình sẽ cố gắng ao vàng so với bạn Flo nha anh em. Chứ tướng của Flo với Tara thì nếu mà tôi kêu trực diện và với lượng vàng ngang nhau thì Tara chỉ là bao cát để Flo đánh thôi nha anh em. Flo thấy không? Múa rất hay luôn em. Múa không trượt phát nào luôn. Nhưng nếu với lượng tiền chênh lệch cỡ tầm một món đồ hoặc là hơn một món thì cũng chưa chắc là Flo giết nổi Tara nha anh em. Tara rất là trâu luôn, kèm theo cái bột phá nữa thì chưa chắc thằng nào hơn nào nha anh em. Ok, bởi vậy mình trận này mình sẽ cố gắng eo vàng so với Flo để Flo nó cho Flo phế luôn trận này nha anh em. Gặp Betara thì phải khác chứ đâu phải dễ ăn như này anh em. Nè, Flo nó biến về nè, mình qua mình kiếm nó, không cho nó về luôn. Đây, và đây là màn trình diễn kỹ năng Tara với Flo chạy đi. Một phá nè, chạy hộ bạn ơi. Và đó là 2-0 dành cho mình. Cố gắng không ao nha anh em. Chơi không lại thì mình né chiêu rồi mình chạy thôi anh em. Không nghe không nhìn cho Flo ra anh em. Cú đó tem bạn hết máu hết nhưng mà mình không có, có mình không thể giết nó được nha anh em. Chết là mình đi hơi sâu rồi. Không biết Flo ăn cái trụ nó kịp không nữa. Không sao anh em ơi. Còn kịp. Mình sẽ vòng qua đúng Flo liền. Ghê gì? Bạn Na làm ghê gì? Rồi bạn Na này rồi. Trụ nhà người ta hàm hố và bỏ mạng nha anh em. Cái kết là bỏ mạng thôi nha anh em. Flo này cũng không xong nữa, ở nó ngoài. Nè dám mang trụ. Flo quá muốn anh em ơi, cân hai luôn anh em ơi. Ok, lại là cái trụ bắn nha anh em, chứ không phải là mình giết nữa đâu. Do nó quá hèm mạng thôi anh em. Mình sẽ solo với bạn Na. Quay lưng chạy nha anh em. Và anh em nào xem đến đây mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha anh em. Nếu nhân tiện thì được luôn thì nhấn cho mình một nút like và comment góp ý kiến cho mình ở phía bên dưới phần bình luận nha anh em. Rất cảm ơn anh em.
Cái phần bản đọc thì mình để trong phần mô tả của video nha anh em. Biểu đồ thì anh em coi tới cuối clip rồi sẽ biết nha anh em. Nói chung thì biểu đồ và biểu đọc mình chơi cho Lara thì mình lên theo phong cách quân thủ nha anh em. Ok, múa rất hay nhưng mình rất tiếc bạn ơi. 5-0 rồi, bạn múa gì nổi vô mình bạn ơi. Và lo múa cũng rất là đau nha anh em. Pha này mình giết luôn con Kahi ở trong trụ luôn nha anh em. Na ao nhay là mình giết luôn Na nha anh em. Máu mình hơi ít nhưng mà máu càng ít thì đam mình càng to nên là không việc gì phải sợ anh em ơi. Trời ơi hết chịu lấy gì chạy bạn ơi. Lại là Valor nha anh em. Có tay mình lên hỗ trợ mình sẽ giết nó luôn nha. Ok, double kill dành cho mình. 8-0 rồi anh em ơi. Giờ này thì Valor hay gì mình cũng cân tốt, cân tất hết nha anh em. Trời ơi, lại thêm một mạng cho mình nữa. Pha này mình ăn như giờ lụm luôn hai ba thằng nó luôn nha. Quá đẹp. Pha này mình giết hai nó luôn. Ok, triple kill cho mình. Cố gắng lấy cái trụ này cho xong nha anh em ơi. Cho ta ra thì anh em đừng có ăn ngay quá, đừng để lát game quá nha anh em. Cố gắng kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Lo bờ rai bắn quá gắt anh em ơi, ban trụ luôn em. Na này thì Na với chúng tôi, bạn Na muốn khá là yếu anh em ơi. Xin thêm bạn một lượt sub anh em ơi. Cài máy mà không được một ca sub để mình đó bật kiếm tiền đó anh em ơi. Ba này mình ăn nhai dẫn dụ để em mình với đang ta thần anh em ơi. Thôi bạn 2GT đang bắn đau quá anh em ơi. Hình quá bạn AD của mình đó. Rất là hiểu ý và bay ra hỗ trợ mình. Rất mong bạn và lo coi được clip này nha. Nếu coi được clip này thì nhớ ủng hộ mình một lượt sub nha anh bạn và lo ơi. Thôi giờ này mình ban trụ mình lấy luôn chứ đâu đợi lúc nào. Cái nữa ok. Vậy là team bạn mất 3 đường siêu cấp rồi nha.
khi mà tem bạn mới hết 3 lần siêu cấp thì lợi thế giống như là hơn 50% là mình đã sẽ thắng rồi. Dí nó nè em. Dí nó cho vui anh em ơi. Ba đường đâu có cần gấp anh em. Bạn Nam muốn chạy quá chạy anh em ơi. Dí không kịp anh em ơi. Nhà ta bọc trên xuống và mình kết liễu. Nam không có bùa xanh nên là nó chạy không được nhanh anh em ơi. Trận đấu này có hai GT, một vị tướng khắc chế cứng bằng Tara luôn nha anh em. Rất khó chịu luôn. Anh em bắn quá tốt anh em. Cần hết nha. Và ok, có lẽ mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em bỏ thời gian ra xem clip ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.